Thưa quý vị và các bạn, theo sử sách, cuộc khởi nghĩa Bãi Tẩy là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn, kéo dài và có tiếng vang lớn nhất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ trong phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược ở cuối thế kỷ thứ 19. Những cuộc chiến đấu của nghĩa quân Bãi Tẩy đã làm cho giặc Pháp không chỉ bạt vía kinh hồn mà còn phải chịu những tổn thất vô cùng nặng nề. Song quan trọng hơn, cuộc khởi nghĩa đã để lại những bài học còn nguyên giá trị về lối đánh du kích, lấy ít địch nhiều, lấy vũ khí thô sơ chống lại vũ khí hiện đại của kẻ địch. Vị lãnh tụ tiêu biểu, linh hồn của cuộc khởi nghĩa Bãi Tẩy chính là Nguyễn Thiện Thuật, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Nguyễn Thiện Thuật sinh ngày 24 tháng 3 năm 1844, tên thật là Nguyễn Thuật, tên tự là Mạnh Hiếu, quê ở làng Xuân Dục, Tổng Bạch Sam, huyện Đường Hào, tỉnh Hưng Yên. Nay là làng Xuân Đào, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ông là con cả của một gia đình nhà nho nghèo, là hậu duệ đời thứ 30 của Nguyễn Trãi. Cha ông là tú tài Nguyễn Tuy, làm nghề dạy học. Các em trai ông là Nguyễn Thiện Dương và Nguyễn Thiện Kế, sau này cũng đều tham gia khởi nghĩa Bãi Tẩy. Do được dạy dỗ ngay từ nhỏ, lớn lên Nguyễn Thiện Thuật đã nổi tiếng khắp trong làng ngoài huyện về cả văn lẫn võ. Năm 1870, Nguyễn Thiện Thuật thi đậu tú tài. Thấy cụ là người thông minh, lanh lợi, quan tỉnh Hải Dương đưa cụ về giúp việc quân. Năm 1874, do có công đánh giặc ở Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Thiện Thuật được triều đình nhà Nguyễn cử làm bang biện. Vừa làm quan, vừa tự học, năm Bính Tý 1876, cụ dự kỳ thi hội ở Nam Định và đã đỗ thủ khoa, được thăng chức tri phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tháng 8 năm Kỷ Mão 1879, cụ được bổ nhiệm giữ chức tán tương quân vụ tỉnh Hải Dương. Năm 1881, cụ giữ chức chánh sứ Sơn Phòng tỉnh Hưng Hóa, kiêm chức tán tương quân vụ tỉnh Sơn Tây. Năm 1883, Nguyễn Thiện Thuật được bổ giữ chức Tổng đốc Hải Yên. Vốn nổi tiếng là vị quan thanh liêm, công minh và có tài cai trị, ngay sau khi nhậm chức, cụ đã về Đông Triều kêu gọi và thu phục được nhiều bậc chí sĩ, quan lại, tổng lý, nông dân, binh sĩ yêu nước ở nhiều nơi nổi dậy, chống thực dân Pháp xâm lược. Tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương, Nguyễn Thiện Thuật trở về Bãi Tẩy thay Đinh Gia Quế tiếp tục lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Bãi Tẩy. Ông vẫn tiếp tục chọn Bãi Tẩy, một vùng lau sậy tùm rộng lớn nằm giữa các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ và Mỹ Hào làm căn cứ. Với tầm nhìn chiến lược của một nhà quân sự, ông đã sử dụng ngay quê hương mình để làm căn cứ và sử dụng chính những người dân trong làng, trong xã, trong huyện làm nòng cốt quân sự. Lực lượng nghĩa quân được tổ chức thành các đội, các nhóm gồm từ 20, 25, 50, nhiều thì lên tới 500 đến 1.000 người. Điều đặc biệt, cuộc khởi nghĩa Bãi Tẩy đã lập nên một chính quyền bí mật ở một số làng xã, làm việc cho nghĩa quân ngay trong tổ chức chính quyền tay sai của Pháp. Nguyễn Thiện Thuật đã chỉ đạo các nghĩa quân áp dụng chiến thuật du kích, dựa vào địa thế sình lầy, lau sậy tùm, dựa vào sự ủng hộ của dân chúng, lúc ẩn, lúc hiện. Nghĩa quân Bãi Tẩy đã tổ chức đánh úp đồn trại của Pháp trên các trục đường Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. Tháng 9 năm 1885, Nguyễn Thiện Thuật tổ chức hội nghị tướng sĩ và giương cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp tại Văn Chỉ, xã Bình Dân, huyện Đông Yên, nay là xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, nhằm củng cố vững chắc căn cứ Bãi Tẩy. Ngày 9 tháng 2 năm 1888, nhận được tin người em trai là Nguyễn Thiện Dương bị tử trận trong cuộc đụng độ với quân đội Pháp do tướng Philip chỉ huy. Nguyễn Thiện Thuật đã chỉ huy quân sĩ bất ngờ tấn công vào đồn Bần, đồn Ghênh để trả thù cho em trai, giết chết 21 tên địch. Dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Thiện Thuật, cuộc khởi nghĩa Bãi Tẩy lan rộng ra khắp tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh lân cận như Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Yên, Thái Bình, trở thành một trong những trung tâm chống Pháp lớn nhất ở Bắc Kỳ vào cuối thế kỷ 19. Trên cơ sở kế thừa cái sự nghiệp, cái chiến lược, chiến thuật chống giặc bằng chiến tranh du kích. Từ thời cụ Triệu Việt Vương, Triệu Quang Phục, thế kỷ thứ 6, thì cái tư tưởng, cái di sản đó đã truyền trên cái không gian mênh mông bàng bạc mà linh thiêng như thế này,
và cụ là người tiếp nhận được cái đó. Cụ là người là thiện nghệ về đánh mai phục, đánh tập kích và khống chế kẻ địch bằng sức mạnh của nhân dân mà cụ tập hợp được. Và đặc biệt còn là người mà tuyên truyền rất là giỏi giang, thậm chí cả địch vận nữa cũng rất là thành công. Kết hợp tất cả những hành vi cụ thể như thế đấy trên một cái chiến lược đánh du kích ấy, thì cụ là người chỉ huy tài năng và thậm chí là thiên tài. Với tài chỉ huy đặc biệt xuất sắc, Nguyễn Thiện Thuật không chỉ dựa vào địa hình, địa thế hiểm yếu mà còn dựa vào sự đồng lòng của chính người dân. Nghĩa quân không chỉ đánh giặc khi chúng xâm phạm vào căn cứ mà còn tấn công vào các đồn binh như Bình Phú, Lực Điền, Thụy Lân của huyện Yên Mỹ, đồn Bần, đồn Thứa của thị xã Mỹ Hào, đồn Phủ, huyện Ân Thi, đồn Ứng Lôi, huyện Phù Cừ, các đồn của huyện Văn Giang và phục kích quân Pháp trên đường số 5, đường 39. Thực dân Pháp đã gọi ông với cái tên đầy ngưỡng mộ, một kẻ phiến loạn, lỗi lạc. Ông được vua Hàm Nghi vinh phong Bắc Kỳ Hiệp Thống Quân Vụ Đại Thần, gia chấn Trung Tướng Quân. Vì thế, nhân dân còn gọi ông với một cái tên gọi khác thể hiện sự kính trọng, Quan Hiệp Thống. Vào những thập niên thứ ba của thế kỷ 20 đấy, thì người Pháp đã cho đặt một cái tháp mà ghi rõ chỗ này là điểm trung tâm của đồng bằng châu thổ sông Hồng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có một nhận xét cực kỳ xuất sắc. Cái đồng bằng châu thổ sông Hồng ấy là cái nôi văn hóa và lịch sử của dân tộc. Cái vị trí trung tâm ấy nó cắt nghĩa vì sao cụ Nguyễn Thiện Thuật lại thu hút được tất cả sức mạnh, trí tuệ, vũ lực, tinh thần, tấm lòng của đất và người Hưng Yên, của đất và người Xuân Dục để trở thành nhà trí thức, viên quan văn, vị võ tướng, anh hùng của đất nước, của dân tộc, của quê hương. Năm 1888, thực dân Pháp cho tên Việt Gian Hoàng Cao Khải đem quân đàn áp. Tên Việt Gian Hoàng Cao Khải mượn danh vua Đồng Khánh, dụ dỗ, mua chuộc, khuyên Nguyễn Thiện Thuật ra hàng và hứa khôi phục chức tước. Nguyễn Thiện Thuật đã viết vào tờ sớ dụ này 4 chữ: bất khẳng thụ chỉ, không chịu nhận chỉ. Thấy tình thế khó khăn, Tán Thuật trao quyền chỉ huy cho em trai là Nguyễn Thiện Kế để sang Trung Quốc cầu viện. Cụ Nguyễn Thiện Thuật còn có cái liên kết quốc tế, cụ đi sang cả Trung Quốc, đi sang nhiều lần để mà tìm cái mối liên kết quốc tế hỗ trợ cho phong trào kháng Pháp ở trong nước. Lần cuối cùng cụ đi mà không về được nữa, bởi vì một phần là cái phong trào kháng Pháp ở trong nước nó thất bại, nhưng phần nữa là cái nhà Mãn Thanh nó đã ký cái hiệp ước với Pháp và nó giữ những cái người yêu nước của chúng ta lại như là Tôn Thuyết Thuyết, như là cụ Nguyễn Thiện Thuật lại. Ngay cả cái ông tướng quân cờ đen Lưu Vĩnh Phúc có công đánh giặc giúp người Việt Nam ấy thì cũng đem được triệu hồi về Trung Quốc và giữ lại đấy. Thế thì cụ Nguyễn Thiện Thuật ấy ở đấy cái thời gian đầu ấy, nó cũng vẫn tiếp tục cùng với Lưu Vĩnh Phúc, cùng với Tôn Thuyết Thuyết là quyên góp tiền bạc, vận động quyên góp tiền bạc, mua vũ khí gửi về cho các chiến sĩ ở trong nước tiếp tục đánh giặc. Chỉ đến khi mà phong trào Cần Vương bị dập tắt hẳn rồi thì quả thật là Nguyễn Thiện Thuật có một cái lúc thất trí, cho nên là cụ có buồn, cụ có hút thuốc phiện. Nhưng mà khi lại gặp Phan Bộ Châu, thấy Phan Bộ Châu dấy lên một phong trào cứu nước mới, cho xem cái cương lĩnh của Duy Tân Hội, thì Nguyễn Thiện Thuật vứt hết cả bàn đèn đi, cai thuốc phiện ngay lập tức. Và trong những cái ngày cuối đời ở tuổi già, cụ ấy viết sách làm thuê để kiếm tiền kiếm bạc nuôi cái lớp thanh niên mới yêu nước sang Trung Quốc để tìm đường cứu nước. Sự nghiệp chưa thành thì cụ đã lâm bệnh và mất vào ngày 25 tháng 5 năm 1926, tức ngày 16 tháng 4 năm Bính Dần. Phần mộ của cụ được đặt trên quả đồi Vạn Hoa Cương, thành phố Nam Định, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Trên bia mộ khắc dòng chữ Việt Nam Cách Mạng, Cố Tướng Quân Nguyễn Thiện Thuật, trì mộ. Năm 1990, Việt Kiều ở Trung Quốc đã di chuyển phần mộ của cụ từ đồi Hương Quan Kiều về đồi Đại Lĩnh, phía nam thành phố Nam Ninh, cùng khu vực nghĩa trang của Bộ đội Thương binh Việt Nam sang Trung Quốc điều trị và mất tại đây. Với tấm lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc, ngày 30 tháng 1 năm 2005, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Hưng Yên phối hợp với địa phương con cháu của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật đã tổ chức sang tỉnh Quảng Tây Trung Quốc để rước thi hài của cụ về tổ chức lễ truy điệu, lễ an táng tại quê hương Xuân Dục. Lăng mộ của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật được đặt trang trọng ở một khu đất đẹp, cao ráo thuộc trung tâm phường Xuân Dục, ngay cạnh cây đề cổ thụ Xuân Nhân, vọng gác tiền tiêu của nghĩa quân bãi sậy năm xưa. Đây là việc làm thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân sâu sắc của các thế hệ tiếp nối đối với tướng quân Nguyễn Thiện Thuật, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Để đời đời tri ân và tôn vinh những công lao đóng góp, sự hy sinh to lớn của Nguyễn Thiện Thuật với dân với nước, năm 2005, tỉnh Hưng Yên đã quyết định xây dựng khu tưởng niệm tướng quân Nguyễn Thiện Thuật với diện tích trên 1.500 m², bao gồm nhiều hạng mục công trình như tam quan, khu thờ chính, nhà bia, bức phù điêu, phần mộ. Tháng 10 năm 2020, khu tưởng niệm tướng quân Nguyễn Thiện Thuật đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hàng năm, vào các dịp lễ Tết, ngày dương cờ khởi nghĩa, ngày sinh, ngày mất của cụ, chính quyền xã Xuân Dục, nhân dân địa phương và dòng họ trọng thể tổ chức lễ dâng hương tướng quân Nguyễn Thiện Thuật. Ngày 29 tháng 3 năm 2023, thị xã Mỹ Hào trọng thể tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia và khánh thành khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật tại thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục. Đây là sự ghi nhận, khẳng định những giá trị lịch sử của khu lưu niệm, tri ân và tôn vinh đóng góp của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật vào cuộc khởi nghĩa bãi sậy. Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật cùng với cụm di tích lịch sử chùa Sùng Bảo, nhà lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân và liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính trở thành một điểm du lịch hấp dẫn trong hệ thống các điểm du lịch của tỉnh. Nguyễn Thiện Thuật không chỉ là một nhà chính trị, một nhà quân sự lỗi lạc mà còn là một nhà thơ, nhà viết chính luận xuất sắc. Năm tháng trôi qua nhưng những chiến công cùng tên tuổi của ông còn sống mãi trong lòng người dân Hưng Yên nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.